Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, Nano Dragon là vệ tinh được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bởi các kỹ sư Việt Nam. Vệ tinh đã trải qua các bước thử nghiệm cuối cùng tại Nhật Bản và sẵn sàng cho sứ mệnh phóng vào không gian. Theo kế hoạch, vệ tinh của Việt Nam sẽ được phóng cùng 8 vệ tinh khác của Nhật Bản vào lúc 7 giờ 51 phút sáng ngày 1 tháng 10 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ một phút trước khi phóng, phía NASA thông báo khẩn cấp tạm dừng phóng tên lửa do gặp sự cố chạm mặt đất. Sau đó, NASA đã đưa ra thông báo lùi lịch phóng lại vào lúc 7 giờ 51 phút ngày 7 tháng 10 năm 2021 theo giờ Hà Nội, tức 6 ngày sau khi hoãn phóng lần 1. Nhưng sáng nay, khi giờ phóng đã đến, phía Nhật Bản tiếp tục thông báo hoãn phóng lần 2. Vậy điều gì đã xảy ra với hệ thống phóng của Nhật Bản? Sứ mệnh vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam sẽ ra sao? Hãy cùng tôi, thú vị, đi tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng tôi, thú vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Nano Dragon, tức con rồng nhỏ, là vệ tinh do Việt Nam sản xuất 100%, là sản phẩm do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC thuộc Viện Hàn Lâm và Khoa học Việt Nam phát triển. Vệ tinh là sản phẩm của đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phóng và vận hành vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Sau thời gian nghiên cứu và chế tạo, các kỹ sư Việt Nam đã chính thức cho ra đời sản phẩm vệ tinh Nano Dragon. Vệ tinh Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSat lớp nano, chỉ có khối lượng khoảng 4 kg, với kích thước 100 × 100 × 340,5 mm. Do đó, bạn hoàn toàn có thể cầm nó trên một cánh tay dễ dàng. Tuy nhỏ như vậy, nhưng bên trong là cả một công trình nghiên cứu và những trang bị tân tiến nhất. Tất cả chúng đều được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Các công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm các chức năng hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam. Ngoài ra, toàn bộ cấu trúc cơ khí và mạch phân phối nguồn của vệ tinh cũng được tự chế tạo tại Việt Nam. Vì vậy, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng đây là sản phẩm made in Việt Nam do Việt Nam sản xuất và hoàn thiện. Trước đó, vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam đã được Cơ quan Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Nhật Bản NASA lựa chọn là một trong 15 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo vào năm 2021 theo chương trình chùm vệ tinh thử nghiệm công nghệ lần 2 của Nhật Bản. Chính bởi vậy, sau khi sản xuất xong vệ tinh, các kỹ sư Việt Nam sẽ phải gửi vệ tinh sang Nhật Bản để thực hiện những bước kiểm tra cuối cùng trước khi phóng. Ngày 17 tháng 8 năm 2021, vệ tinh đã được gửi sang Nhật Bản và chuyển đến bãi phóng của Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, sẵn sàng cho những bước kiểm tra cuối cùng. Rất tự hào là vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam đã trải qua bài kiểm tra khắt khe và đủ điều kiện để phóng lên quỹ đạo. Sau khi vệ tinh được kiểm duyệt, NASA đã ấn định ngày phóng là ngày 1 tháng 10 năm 2021. Vệ tinh Việt Nam sẽ được phóng cùng với 8 vệ tinh khác của Nhật Bản thuộc dự án trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo lần 2. Trước thời điểm phóng 5 phút, NASA xác nhận tầm bay và các hệ thống an toàn, chuẩn bị khởi động tên lửa phóng. Thời điểm đó, tất cả mọi người yêu thích công nghệ đều hồi hộp chờ tin vệ tinh của Việt Nam. Thế nhưng chỉ 1 phút trước khi tên lửa rời bệ phóng, NASA đưa ra thông báo khẩn cấp sẽ không phóng tên lửa hôm nay. Sau đó, lý do được xác nhận là do hệ thống radar mặt đất theo dõi hành trình vệ tinh phát hiện lỗi nhỏ. Nguyên nhân được xác định là do cáp nối hệ thống bị lỏng. Điều này có thể dẫn đến dữ liệu cung cấp sau khi vệ tinh phóng không chính xác. Do đó, phía NASA đã phải hoãn quá trình phóng vệ tinh để khắc phục sự cố. Sau khi sự cố được khắc phục, NASA đã lên lịch để phóng lần 2. Kế hoạch phóng được dự kiến vào lúc 7 giờ 51 phút sáng ngày 7 tháng 10 năm 2021 theo giờ Hà Nội. Trước khi phóng vệ tinh, đại diện Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản NASA cho biết lịch làm việc của lần này rất khẩn trương và chính xác
chúng tôi thực sự hồi hộp để có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dường như mọi sự cố kỹ thuật đã được khắc phục hoàn toàn, mọi người đều trông chờ thời khắc các vệ tinh được phóng đi. Tuy nhiên, trước thời điểm phóng 25 phút, phía NASA lại đưa ra thông báo tạm hoãn phóng. Lý do lần này là vì thời tiết, họ giải thích thêm. Thời điểm phóng, gió ở tầng khí quyển lớn, ngược chiều tên lửa phóng. Chính bởi vậy, để đảm bảo an toàn và chính xác, NASA đã chính thức hoãn phóng lần hai. Đây quả thực là một tin không vui đến những người yêu thích khoa học công nghệ. Chúng ta lại phải tiếp tục chờ đợi để NASA đưa ra lịch phóng lần ba. Qua đây chúng ta có thể thấy, để đưa những vệ tinh lên không gian không phải là một công việc dễ dàng. Ngoài việc đảm bảo chính xác tuyệt đối về mặt kỹ thuật, các nhà khoa học còn cần có sự ủng hộ của thời tiết và một chút may mắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ phóng chuẩn xác lên quỹ đạo. Mặc dù hơi đáng tiếc cho hai lần phóng bị hoãn, nhưng Hải Yến tin rằng vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam sẽ sớm được đưa lên quỹ đạo thành công. Và khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về vệ tinh Made in Việt Nam, sánh ngang với các vệ tinh của các quốc gia khác trên thế giới. Dự kiến sau khi phóng thành công, vệ tinh Nano Dragon sẽ hoạt động ở độ cao khoảng 560 km so với bề mặt trái đất. Vệ tinh sẽ có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là thử nghiệm hệ thống công nghệ chùm vệ tinh siêu nhỏ có thể thu tín hiệu, nhận dạng tự động tàu thủy để theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Nhiệm vụ thứ hai là hoàn thiện hiệu chỉnh, chất lượng hệ thống điều khiển và xác định tư thế vệ tinh khi hoạt động trên quỹ đạo. Việc phát triển Nano Dragon của Việt Nam là bước tiếp theo trong mục tiêu làm chủ công nghệ vệ tinh nhỏ, tự thiết kế và chế tạo hệ thống vệ tinh nhỏ quan sát trái đất. Song song với quá trình phát triển vệ tinh, một trạm mặt đất để vận hành vệ tinh sau khi phóng đã được phát triển và hoàn thành việc lắp đặt tại VNSC, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hiện tại, trạm mặt đất đã sẵn sàng hoạt động, chỉ chờ vệ tinh được phóng thành công lên quỹ đạo trái đất. Giấc mơ vệ tinh Việt Nam chỉ là một giấc mơ nhỏ trong nhiều giấc mơ lớn chinh phục vũ trụ. Dù chúng ta là một quốc gia đi sau trong lĩnh vực này, nhưng chúng ta đang có những bước đi chậm mà chắc. Và quan trọng nhất là chúng ta vẫn đang đi tiến về phía trước, biến những giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Hơn một thập kỷ qua, chúng ta đã nhìn thấy những điểm sáng trong phát triển vệ tinh của Việt Nam. Năm 2007, Việt Nam đã hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản để khởi động dự án vệ tinh siêu nhỏ Pico Dragon. Đây được coi là bước đi đầu tiên cho quá trình phát triển vệ tinh của Việt Nam. Sau 7 năm mày mò nghiên cứu, những kỹ sư không chuyên về công nghệ vệ tinh đã có được vệ tinh Pico Dragon đầu tiên nặng 1 kg và trở thành vệ tinh nhỏ nhất trong các vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam. Nó được phóng thành công lên quỹ đạo năm 2013. Đây là vệ tinh thử nghiệm đầu tiên của Việt Nam hoạt động thành công trên quỹ đạo. Nhiệm vụ của vệ tinh là chụp ảnh trái đất, đo đạc một số thông số về môi trường vũ trụ và thử nghiệm thông tin liên lạc với mặt đất. Vì là vệ tinh thử nghiệm nên Pico Dragon chỉ có tuổi thọ 3 tháng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là thành công của vệ tinh này đã góp phần biến giấc mơ chủ động công nghệ vệ tinh của Việt Nam tiến thêm một bước quan trọng. Năm 2019, vệ tinh 50 kg đầu tiên do các chuyên gia, kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo, vệ tinh Pico Dragon đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Epsilon tại trung tâm vũ trụ Uchinoura, Nhật Bản. Việc phóng thành công vệ tinh Pico Dragon đã cho thấy đội ngũ chuyên gia của nước nhà đã từng bước làm chủ công nghệ ở tất cả các khâu, từ phân tích yêu cầu của vệ tinh, thu thập các yêu cầu của ngành liên quan, đến thiết kế nhiệm vụ vệ tinh, yêu cầu linh kiện và lắp ráp, tích hợp để hoàn thành chức năng vệ tinh, chế tạo hệ thống mặt đất, v.v. Nhưng ý nghĩa lớn nhất của việc chế tạo thành công Pico Dragon là nằm ở mục đích đào tạo, thể hiện người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ được công nghệ vệ tinh, và thực sự chúng ta đã làm được. Vệ tinh Nano Dragon là bước tiếp theo trong lộ trình làm chủ công nghệ vệ tinh của Việt Nam, do Việt Nam hoàn toàn sản xuất và chế tạo. Giờ đây chúng ta đang đứng trước thời khắc quyết định để được nhìn thấy sản phẩm của người Việt bay vào không gian. Đã hai lần vệ tinh phải lùi lịch phóng, nhưng tốt thú vị tin rằng vạn sự khởi đầu nan. Trong lần phóng tới, hy vọng Nano Dragon sẽ bay vào không gian thuận lợi và sải cánh trên quỹ đạo trái đất.
Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng khám phá hành trình của vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.